Chào anh em, hôm nay shop điện đèn Phan Thiết xin giới thiệu anh em bộ sản phẩm là mạch tắt đèn tích hợp nút passing cho chiếc future đời đèn led. Mạch này cũng có thể lắp được cho chiếc quay thái đời đèn led ha, với cái chóa đèn tương tự như này. Thì đây mạch tích hợp và nút passing sẽ bổ sung thêm được tính năng đá passing cho bộ đèn ha. Ngoài ra thì mạch có nhớ cái trạng thái trước khi tắt khóa, để sau khi mình mở khóa lên thì đèn vẫn ở trạng thái lúc trước ha. Rồi ngoài ra thì khi mà bật tắt đèn passing thì cái đèn báo pha đây nó vẫn hoạt động đúng nha. Rồi bây giờ nổ máy lên thử. Rồi đá passing này. Rồi mở đèn, giữ một xíu rồi ok. Bật pha, cốt, tắt đèn. Rồi đây, mình thử lại anh em coi nè. Đá passing này, lên đèn pha nè ha. Rồi khi mà đèn đang tắt thì bật pha cốt thì đèn pha không lên nha. Khi mở đèn lên thì bật pha thì đèn báo pha lên. Rồi ở đây mạch tích hợp vào cái nút passing này là rất là tiện lợi ha, không có đục đẽo quét chế gì hết mà hoạt động những cái tính năng rất là ổn định ha, không có bị thiếu sót tính năng nào. Rồi tiếp sau đây mình sẽ tới phần giới thiệu anh em cách lắp đặt cái sản phẩm của mình vào bên trong xe. Rồi bây giờ mình tới phần hướng dẫn cho anh em cách đấu nối lên trên xe ha. Thì bộ mạch mình là bán về cho anh em thì nó đầy đủ như thế này ha. Rồi thì cái đầu này là cái đầu mình đấu nối vào cái phần tắt đèn đây. Thì cái này là cái dây này mình sẽ nối vào cái dây nâu sọc trắng nè. Cái nâu sọc trắng này nó mình cắt ra nha. Mình cắt đôi ra rồi mình nối hai cái sợi dây đỏ sọc trắng này vào đó. Rồi còn một đầu này là mình làm có cái khoen đây để anh em sẽ kết nối vào cái dây mát của xe, là cái dây xanh lá đây, xanh lá ngay cái đồng hồ nè. Mình dặn vào đây dạ. Rồi còn đầu này là cái đầu mà có cái nút passing nè. Thì mình sẽ tháo nút passing ra để mình đưa vào thay vào cho cái nút rin, cái rắc mà mình rút ra từ cái rắc rin á, mình sẽ cắm vào hai cái đầu đỏ này. Tương ứng là cái bên hai dây á là mình sẽ cắm cái đầu hai dây vào nè. Đó, cái bên mà có ba dây á thì mình sẽ cắm vào cái bên rắc đỏ phía có ba dây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo này ra nha. Cái nút rin. Rồi mình sẽ thay cái nút passing vào. Rồi ở đây là mình sẽ tháo cái cao su của rin ra. Đó, nha. Mình sẽ đưa vào cái đầu 4 này, mượn của rin nha. Mượn rin để mình cắm vào để mình chống nước cái cho cái nút nha. Cái phần đuôi nút này cắm vào cái nút này. Rồi. Xong, đó, lấy cái cao su bịt lại ra. Đó, thấy chưa? Rồi hai cái đầu này mình sẽ kết nối là này. 2 dây vào cái đầu 2 dây, 3 dây vào cái đầu 3 dây. Anh em lưu ý nha, ở trên này có hai cái sọc thì cái rắc này tương ứng nó phải có hai cái sọc trên này. Mặt sau này nó trơn, mặt sau này nó trơn nha. Và khi cắm vào anh em lưu ý là có một số trường hợp là anh em cắm vào nó sẽ bị đẩy cái cốt ngược ở phía sau này nè. Thì mình có cái cây dít dẹp hay cái đầu gì nhọn á, mình đẩy nhẹ lên ha, hỗ trợ thêm cho nó. Còn nếu mà kẹt á, anh em mình đấu vào mà nó không chạy theo đúng cái video mình làm á, thì anh em xem lại cái đầu cốt này có thể là nó sẽ bị lệch xuống dưới ha, lệch xuống dưới đây quá ha, nó sẽ kẹp ở bên ngoài này, nó không ăn điện ha. Mình lưu ý cái đó nha. Rồi thì cắn kết nối vào ok hết. Rồi ok hết rồi. Mình tháo con ốc màu xanh này ra, con ốc này cái dây màu xanh nè, mà cái dây mát nè. Mở ngửa ra xem. Đó, kết nối chung rồi. Rồi, như vậy là hoàn thành. Mình có thể là mình lấy băng keo mình quấn lại cho nó gọn gàng ha, cái phần này lại. Đó, mình thử đèn. Rồi bật lên nhẹ đi. Rồi để thử đèn luôn cho anh em coi nha.
đưa ra. Lát nữa cái phần này mình phải quấn keo lại cho nó gọn gàng đẹp nha. Cái vaccine là có đèn báo pha luôn đầy đủ nha. Rồi, mình giữ nè, là đèn sẽ sáng cốt. Rồi, giữ thả ra, giữ khoảng 1 giây rưỡi, 2 giây là đèn sẽ chuyển cốt nè. Bật pha nè, cốt, pha. Khi bật pha là có đèn báo pha trên này luôn nè, quay ra thế này. Rồi, ok, rồi, bây giờ là mình đã hoàn thiện cái video hướng dẫn giới thiệu sản phẩm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đấu nối cái mặt tắt đèn của vaccine của chiếc Future LED hoặc là dòng quay Thái có sử dụng đèn LED nha, mẫu như thế này nha. À, anh em có nhu cầu thì có thể tham khảo link mua sản phẩm của bên mình hoặc là link ở trên Shopee để đặt mua sản phẩm. À, bộ mặt sản phẩm một bộ trọn gói như thế này mình sẽ bảo hành cho khách 12 tháng. À, cảm ơn anh em.